sớm thì em đã chung chăn để mà chờ tin nhắn. Cô em bảo là tụi ăn từ lớn nên là gặp được nhau thì đó là may mắn. Giờ hơn năm vô cớ, lỡ không thương, gieo thương nhớ. Nắm tay nhau chờ để vào một giai điệu vì tôi biết câu chuyện này chẳng hề. Chẳng phải đi tới đâu vì em không muốn.